Chiều nay, đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội do Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, trưởng ban dân nguyện của Quốc hội Dương Thanh Bình làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc huy động quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến chủ trì làm việc với đoàn. Từ năm 2020 đến năm 2022, Đà Nẵng trải qua 3 đợt dịch COVID-19 với hơn 268.000 ca mắc và có 350 trường hợp tử vong. Trong thời gian này, Đà Nẵng đã huy động hơn 3.103 tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố hơn 2.846 tỷ đồng để đảm bảo công tác phòng chống dịch, đồng thời cũng đã tiếp nhận viện trợ ngoài nước hơn 2 tỷ đồng và huy động các nguồn lực khác với tổng số tiền 628 tỷ đồng, cũng như nộp quỹ vaccine trung ương hơn 55 tỷ đồng. Thành phố đã thực hiện đúng các quy định về huy động phân bổ sử dụng nguồn lực này, đồng thời huy động nguồn nhân lực to lớn để đảm bảo ứng phó kịp thời hiệu quả với dịch bệnh. Nhờ thực hiện quyết liệt, đồng bộ và sáng tạo các giải pháp, nên thành phố đã kiểm soát tốt dịch bệnh để chuyển trạng thái như hiện nay. Thời gian qua, Đà Nẵng cũng quan tâm đầu tư dành nhiều nguồn lực để phát triển hệ thống y tế cơ sở và y tế dự phòng, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân cũng như phòng chống các dịch bệnh truyền nhiễm. Chế độ chính sách cho cán bộ y tế cơ sở và y tế dự phòng được đảm bảo thực hiện tốt theo đúng quy định. Từ thực tiễn còn nhiều khó khăn vướng mắc, Đà Nẵng kiến nghị Trung ương nhiều vấn đề liên quan, trong đó quan tâm đến chính sách đãi ngộ với nhân viên y tế, có chính sách đặc thù với nhân viên y tế dự phòng và vùng sâu vùng xa, có chính sách riêng đặc thù với cán bộ y tế về đào tạo và phụ cấp, chế độ chính sách cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Tại buổi làm việc, đoàn giám sát đánh giá cao Đà Nẵng trong thực hiện công tác phòng chống dịch cũng như quan tâm dành nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển hệ thống y tế cơ sở và dự phòng, trong đó y tế cơ sở và dự phòng tại Đà Nẵng rất bài bản. Ngoài giám sát nhằm trao đổi thêm về thực tiễn và kinh nghiệm từ thành phố và ghi nhận các vấn đề thành phố kiến nghị để tổng hợp báo cáo Quốc hội, từ đó đề nghị Chính phủ các bộ ngành có hướng tháo gỡ, giải quyết.